Bây giờ thì là rất nắng. Thời tiết là bây giờ là trời nắng chang chang, và bây giờ thì chúng tôi đang có mặt theo đúng lịch trình thì là 12:25 thì chuyên cơ của Air Force One của Tổng thống Donald Trump sẽ đáp xuống phi trường quốc tế Đà Nẵng. Và chúng tôi đang ở sảnh VIP A, và thưa quý khán giả, chúng tôi đã có mặt đây từ sáng, từ 9 giờ sáng, và bây giờ thì cuối cùng chúng tôi cũng đã được đi vào trong này. Quý vị nhìn thấy xa, đây là những hình ảnh của các anh em an ninh và những nhân viên làm việc. Đài truyền hình truyền thống thì mới quay hình chúng tôi xong. Welcome to APEC Việt Nam 2017. Vâng. Đây là những cái chúng tôi phóng viên thì rất là đông đấy, nhưng mà chỉ có một cái dàn giáo này để đứng để làm tác nghiệp. Có hai cái dàn giáo. Vâng. Chúng tôi không, bên kia là dành riêng cho chùa truyền thống mà. Thì chúng tôi không lên trên này, lý do là tại vì mình quay phim á, thì đụng chạm á, làm cho cái hình ảnh nó rung. Thì những anh em chụp hình thì tốt. Đang live stream à? Đang live stream, dạ vâng. Trước mặt chúng tôi là nhà báo Vũ Hoàng Lân, nhà báo Đỗ Dũng. Đây là ba cơ quan duy nhất của hải ngoại chúng tôi được quyền vào trong này để làm thông tin. Mặc dù chúng tôi đi tới đây là 10 nhà báo, thì Đoàn Trọng thì bây giờ đang đứng ở ngoài đường. Quý vị cố gắng xem Little Sài Gòn TV những hình ảnh mà ông Donald Trump sẽ chạy trên đường. Dạ. Từ nãy giờ chúng tôi bị chụp hình lén hơi nhiều. Vâng. Có lẽ là chúng tôi không nhìn, không biết mặt những anh em này, nhưng mà quý khán giả ở Việt Nam thì chắc chắn là nhìn thấy những hình ảnh rất là quen thuộc. Anh em này là thường thường mang tới tất cả quý vị những hình ảnh của đất nước Việt Nam ở những phóng sự nóng bỏng. Thưa quý khán giả, rất là nóng. Nhưng mà đỡ hơn là trời mưa. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Thưa quý vị, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Hoa Kỳ United of America đang lăn bánh vào trong sân bay. Đây là, có lẽ là nhân viên tòa đại sứ. Như bọn chiếc máy bay của vâng, chiếc Air Force One đang quay đầu để đi vào trong sân bay. Vâng, kính thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi live stream của KBJ Hải Ngoại. Ở phía bên phải chúng tôi là phái đoàn của Mỹ đang ra để tiếp Tổng thống Hoa Kỳ.
Vâng, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Donald Trump đang từ từ lăn bánh vào trong sân phi đạo. Và chiếc cầu thang để Tổng thống xuống là màu vàng, xin màu sơn màu vàng, thưa quý khán giả. Tổng thống Donald Trump sẽ dẫm lên cái cờ, cái màu vàng để đi xuống. À, lẽ nhiên là trước đó là sẽ có cái thảm đỏ, thưa quý khán giả. Vâng, chuyên cơ của Tổng thống Donald Trump đang quay đầu, trở đầu để quay ngược lại về hướng Tây. Đồng chí ơi. Dạ, cảm ơn. À, chúng tôi mới nhờ anh an ninh đến xích ra một chút xíu để chúng tôi có được những cái tấm hình trọn vẹn. Vâng, đừng nghe, cảm ơn các bây giờ hải ngoại và cảm ơn Viettel, tại đây là cái sim của Viettel mà sim này hoàn toàn miễn phí. Sim mà chúng tôi mua của Viettel, cũng có Viettel đó, 4G đó, thì không phát hành được. Vâng, thưa quý khán giả, có lẽ là duy nhất và trên tại sân bay phi trường và Đà Nẵng, phi trường sảnh VIP, có lẽ là duy nhất quý vị đang theo dõi live stream hình ảnh của Tổng thống Donald Trump đang đáp xuống ở sân bay. Và bên cạnh chúng tôi thì có một cô không biết là an ninh hàng không. Dạ vâng, hèn gì mà cái jeep ấy, trông nó rất là đẹp nha, nó bó mông rất là đẹp nha. Vâng, các phái đoàn đang ra để chuẩn bị tặng hoa đón chào Tổng thống Obama, xin lỗi, Tổng thống Donald Trump. Theo nguyên tắc thì phi hành các nhân viên theo tháp tùng thì xuống trước đi bằng cửa sau. Lát nữa thì cái cửa trước sẽ được mở ra và tổng. Và bây giờ thì quý vị thấy rằng cái cầu thang đang được từ từ chạy vào để chuẩn bị. Vâng, thưa quý khán giả, cánh cửa đằng trước đã mở ra và chúng ta chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump. Và phái đoàn của Hoa Kỳ cũng như là của nhà nước Việt Nam đang từ từ tiến ra. Chúng tôi chưa thấy chiếc xe limousine của Tổng thống Donald Trump. Và thưa quý khán giả, bên tay trái của chúng tôi, quý vị thấy là đoàn đoàn diễn binh đang bồng súng, có lưỡi lê, mặc quân phục, sắc phục màu trắng. Vâng, thưa quý khán giả, là cái cầu thang đã được đưa tới và chốc lát nữa thì quý vị sẽ thấy Tổng thống Donald Trump xuất hiện. Vâng, thưa quý khán giả, hiện tại bây giờ chúng tôi dùng hai máy, một máy Sony để lấy những hình ảnh của Tổng thống Donald Trump xuất hiện ở cánh cửa. Và đây là hình ảnh mà quý vị nhìn thấy toàn cảnh ở tại sân bay. Hai hàng duyệt binh danh dự với súng và lưỡi lê, và các nhân viên của phi trường đang chuẩn bị trải thảm đỏ. Thưa quý khán giả, nhân viên phi trường đang trải thảm đỏ
Và với KBC Hải Ngoại và với video này, chúng ta phá tan tất cả những luận điệu xuyên tạc ở cộng đồng ngoài là Tổng thống Donald Trump sẽ không được tiếp đón Việt Nam. Trước đây ngày 5 tháng 11 đã có một cái video đưa hình ảnh Tổng thống Donald Trump tới Đà Nẵng. Và thưa quý khán giả, đó là những cái hình ảnh ngụy tạo và đừng có tin, và họ chỉ là mục đích làm câu view, mà chúng tôi rất tiếc rằng là số đồng bào Việt Nam rất là ngây thơ. Sáng nay anh Trần Hải Yến cũng vẫn đưa lên một cái hình ảnh cái video đó và tôi yêu cầu đã rút xuống. Tất cả những bạn nào mà trên Facebook mà đã phát những cái video, vâng, thì bây giờ thưa quý khán giả, limousine của Tổng thống Donald Trump đang chạy tới với hai lá cờ, một lá cờ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa bên tay trái và lá cờ của Hoa Kỳ bên tay phải. Nếu mà nhìn ở ngoài vào đó thì lá cờ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa là bên tay phải và lá cờ, vâng, chiếc xe của Tổng thống đón Tổng thống Donald Trump sẽ đậu ngay đằng trước. Vâng, hai chiếc xe limousine, một chiếc xe chạy trước thì đậu thẳng đi ra ngoài phía đường, còn một chiếc xe thì đậu ngay đằng trước cái thảm đỏ. Và theo dàn xe, dàn tiếp theo sau là những dàn xe của các tùy tùng đoàn của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi được biết là tới 200, và những chiếc xe mà gọi là xe cơ giới để bảo vệ Tổng thống. Giống như là năm ngoái Tổng thống Obama tới thì những chiếc xe này là những cái chiếc xe chở những nhân viên FBI và những nhân viên SWAT team mà Tổng thống Donald Trump đã mang đi từ bên Mỹ qua. Vâng, thưa quý khán giả, với cái số tuổi 71 mà chúng tôi giành được một cái vị trí này để mà lấy được những cái tấm hình này cho quý khán giả, giống như năm ngoái về Tổng thống Obama, có lẽ quý vị nghi ra là, dạ thưa bà chị, tôi cái gật đầu, không biết là gật đầu là rủ tôi đi ăn tối hôm nay hay sao ạ? Đây, vâng, quý vị thấy rằng mấy cô này bây giờ mặc sắc phục đẹp không? Mặc mini jeep, thành ra bó cái mông rất là nổi. Mình nói rằng cái kiểu mà cái là cái gì muốn nổi thì là mình bó nó lại thì nó nổi lên nhỉ. Dạ thưa tôi à, bởi vậy năm nay tôi mới 17 tuổi thôi. Dạ vâng. Vâng thưa quý khán giả, có những cái dàn giáo của cái đài truyền thống APEC Việt Nam 2017 đứng ở giữa sân một mình một thân thì rất là thoải mái. Chúng tôi thấy rằng cái những cái xe của VTV, những cái xe của các đài truyền hình, đây là những đài truyền hình truyền thống, và hiện tại thì chỉ có hai đài truyền hình tổng thống là đài VTV tức là đài truyền hình Việt Nam và đài thông tấn xã Việt Nam, là hai đài truyền thống được có quyền thâu hình tất cả các sự kiện trong APEC. Bây giờ anh đứng chỗ nào anh cũng bị đuổi hết à? Đó, thưa quý vị, bây giờ hiện tại chúng tôi đang đuổi an ninh, như vậy an ninh đuổi chúng tôi. À, anh đứng qua bên kia thì anh lại bị cái người này bảo đi qua bên này. Chưa, ông chưa đứng đâu. Bao giờ ông xuống là ông phải đứng đằng trước, ông vẫy tay ra. Vâng, một hai nhân viên ngoại giao đã ra xuất hiện ở ngoài cánh cửa. Hai nhân viên an ninh này ra dấu hiệu rằng là rất là an toàn, thì lúc đó Tổng thống Donald Trump mới xuất hiện ở cánh cửa phía bên kia. Vâng thưa quý khán giả, người Mỹ vốn có cái tính gọi là thích phô trương, thành ra họ đi tới đâu đây họ muốn phô trương cái sự hùng vĩ của họ thôi, hoành tráng.
chứ ở Việt Nam chúng tôi thấy rằng rất là an tâm về vấn đề an ninh, rất là bảo đảm. Và thương nhất là các anh em an ninh mấy ngày hôm nay trời mưa đứng 24/54 để bảo đảm an ninh cho các phái đoàn tham dự APEC. Vâng, như hôm qua chúng tôi đã nói rồi, bảo đảm là khi mà Tổng thống Donald Trump tới đó thì cái vận khí của Việt Nam sẽ làm cho thời tiết rất là đẹp để đón Tổng thống Donald Trump. Và điều đó xảy ra đúng như tiên đoán của chúng tôi. Vâng, thưa quý khán giả, bây giờ thì Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu. Quý vị nhớ theo dõi các đài truyền thống như là VTV, tức là Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Chắc chắn họ có những cái tấm hình rất là rõ hơn chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm những cái phóng sự về sự kiện. Hai xe cảnh sát giao thông đang dẫn đầu. Sau đó những cái xe không có bảng số, không có qua đề cái gì hết. Một xe SUV và xe tổng thống là xe chạy đằng sau, thưa quý khán giả. Sau một xe tổng thống lại là một xe SUV nữa của SWAT team. Và những cái chiếc xe SUV này, thưa quý khán giả, họ mở cửa đằng sau, họ mở cửa đằng sau và những SWAT team ngồi ngay đằng sau, chĩa súng ra đằng sau, tức là để phòng